Theo đó, thi thể được nhận định đã tử vong từ nhiều ngày trước. Trước đó, sau nhiều ngày không thấy cô gái thuê căn hộ ra vào, người quản lý chung cư mini mở cửa phòng và phát hiện cô đã tử vong trong tư thế treo cổ nên đã trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, công an phường Mỹ Đình 1 đã phong tỏa hiện trường, báo cáo chỉ huy công an quận, đồng thời đề nghị các đội nghiệp vụ phối hợp giải quyết. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định cô gái đã tự tử từ nhiều ngày trước. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.